Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Tiếp theo series bong bóng nghệ thuật đơn giản ngày hôm nay, chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một con cá heo các bạn nhé. Vì là nó đơn giản nên chỉ cần có hai quả bóng thôi các bạn. Hai quả bóng này chúng ta thổi lên, chừa lại 5 ngón tay. Ta chưa lại khoảng 5 ngón tay vào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với quả bóng màu trắng trước các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng tầm 5 ngón tay. Và chúng ta tạo thêm một đoạn 5 ngón tay bằng đoạn này. Tiếp tục chúng ta đo quả bóng màu trắng này khoảng 1 găng tay cộng thêm 4 ngón tay. Đến đây chúng ta sẽ tạo hai cái khóa đây. Chúng ta gấp lại đo hai đoạn này bằng nhau luôn các bạn. Chúng ta quấn chung vào đây. Cắt bỏ đi các bạn. Với quả bóng màu xanh dương này, chúng ta sẽ cột vào đây. Chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa hai ngón tay ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ ôm xuống thế này. Đến đây chúng ta bắn lại. Xóa lại và tạo hai khóa nhỏ ở đây gần hai ngón tay. Chúng ta ép xuống đến đây và chúng ta giữ ở giữa này. Chúng ta quấn một vòng ôm lên đây. Ở đây chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay, một đoạn 3 ngón tay. Chúng ta sẽ cột chung về đây. Đến đây chúng ta bóp mềm đoạn này. Ta làm một đoạn khoảng tầm 3 ngón tay. Và cột về đây. Phần hơi này hơi căng thì chúng ta thêm một quả màu xanh nữa các bạn nhé. Chúng ta tạo một đoạn 6 ngón tay và một đoạn 3 ngón tay. Cột về đây. Tiếp tục một đoạn 6 ngón tay và 3 ngón tay. Cũng cột về đây luôn.
Bước cuối cùng, chúng ta ve mắt cho các hiểu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chú cá heo đơn giản các bạn nhé. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú hề ST nữa nhé các bạn. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.